Truy cập ngay ninja.2game.vn để chiến game ngay hôm nay. Bên cạnh sát thương, khống chế, dù trong liên minh hay đấu trường chân lý, luôn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng có thể quyết định thành bại của một trận đấu. Một tướng có lượng khống chế diện rộng lớn có thể khiến đối phương chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn các quân bài bị hạ gục một cách bất lực. Vậy hôm nay hãy cùng xem game.com tìm hiểu top 9 tướng có skill khống chế bá đạo nhất đấu trường chân lý trong cả 3 mùa nhé! Mùa 1. Morgana. Khi đấu trường chân lý vừa ra mắt, mùa 1 quy tụ rất nhiều tướng có kỹ năng khống chế siêu khó chịu ở rất nhiều vị trí khác nhau. Một trong những tướng được nhắc tới ở đây chính là quân bài 3 vàng vô cùng mạnh mẽ của tộc quỷ, Morgana. Không những sở hữu sát thương diện rộng, cùng lượng chống chịu đáng nể đối với một tướng pháp sư, Morgana còn sở hữu kỹ năng gây hiệu ứng khống chế diện rộng với chiêu cuối, trói hồn. Khi thực hiện kỹ năng, Morgana lập tức gây sát thương trên một vòng tròn bao quanh và sau một khoảng thời gian thì sẽ khiến kẻ địch bị làm choáng và chịu thêm một lượng sát thương lần hai. Đây là một trong những tướng rất hữu dụng trong combat tổng, đặc biệt với những đội hình thừa sát thương nhưng thiếu khống chế và chống chịu như là Pháp Sư Rồng mùa 1. Mặc dù vậy, kỹ năng của Morgana vẫn còn khá nhiều điểm hạn chế khi có thể bị ngắt nếu cô bị hất đi bởi Garna hoặc là bị hạ gục trong khoảng thời gian vận sức. Sejuani. Là phiên bản nâng cấp của Morgana, Sejuani là tướng tiếp theo xuất hiện trong bản danh sách này và cũng là tướng có hiệu ứng khống chế mạnh nhất mùa 1. Sở hữu lượng giáp cũng như khả năng chống chịu vốn có của một hiệp sĩ, Sejuani rất khó bị hạ gục ngay lập tức cho dù đứng ở tuyến đầu. Với kỹ năng tuyệt đỉnh băng giá, cô nàng sẽ ngay lập tức đóng băng kẻ địch trong phạm vi tác dụng chỉ sau một khoảng trễ ngắn. Không những thế, với tầm bán kính rất rộng, chiêu thức của cô nàng cưỡi lợn cũng hoàn toàn có khả năng đóng băng tất cả các vị tướng đối phương nếu được dùng đúng cách. Chính vì lẽ đấy, Sejuani là một trong những tướng không thể thiếu của băng quốc và cũng là tướng vô cùng quan trọng cho những ai ưa thích dùng hiệp sĩ. Leona. Mặc dù không có hiệu ứng khống chế diện rộng như Sejuani, Morgana hay Cho'Gath, thế nhưng Leona vẫn là một tướng có hiệu ứng khống chế cực kỳ đáng gờm của mùa 1. Không cần bàn về lượng chống chịu quá khủng của một hộ vệ, Leona cùng Braum trở thành một bộ đôi không thể bị tiêu diệt khi sở hữu lượng giáp quá ấn tượng. Thế nhưng khác với người đồng nghiệp có khả năng phản lại sát thương cực mạnh, Leona lại có một thái dương hạ san từng khiến bao game thủ bất lực khi nhìn chủ lực của mình như Draven hay Karthus bị khóa cứng trong vô vọng, trong khi những tướng tuyến đầu thì liên tục bị hạ gục. Chính vì có một IQ cao, chỉ tập trung làm choáng những vị trí quan trọng mà những tướng khác không thể chạm tới, Leona trở thành một quân bài siêu khó chịu, luôn khiến đối phương phải dè chừng nếu có ý định dùng những đội hình dồn đồ cho chủ lực.
đầu tiên của mùa 2 có khống chế cứng. Cùng Manfight, Nami đã tạo nên đội hình pháp sư kết hợp đại dương, đất gây được tiếng vang lớn trong thời gian dài. Mặc dù không có sát thương cao như Syndra hay độ chống chịu vượt trội như Thresh, Vladimir, Nami cũng sở hữu một kỹ năng độc đáo có thể gây hiệu ứng khống chế lên gần như toàn bộ kẻ địch. Với con sóng thủy triều có độ rộng khá lớn, Nami gần như có thể hất tung mọi mục tiêu nếu đứng an toàn ở góc bản đồ. Bên cạnh khả năng khống chế, kỹ năng của Nami còn buff thêm một lượng sát thương cho đồng minh khi đi qua, khiến tướng địch phải nhận thêm một lượng sát thương phép từ đồng minh của cô. Chính vì lẽ đấy, Nami trở thành một nhân tố không thể thiếu, trở thành một support đắt giá nhất của đấu trường chân lý mùa 2. Amumu. Là vị tướng xuất hiện khá muộn trong mùa 2, thế nhưng Amumu lại gây được ấn tượng rất lớn khiến Riot phải nerf tướng này ngay sau đấy. Là một trong những tướng đầu tiên khai phá được sức mạnh của Norset, Amumu không những có một lượng khống chế khủng trên bán kính rộng mà còn có thể gây sát thương kèm hiệu ứng thiêu đốt của tộc lửa lên tất cả kẻ địch. Có rất nhiều nét tương đồng với trói hồn của Morgana, kỹ năng của Amumu có thể trói chân kẻ địch trong bán kính hình tròn quanh hắn ngay lập tức. Mặc dù vậy thì tầm tác dụng của Amumu 1 sao lại khá khiêm tốn và hắn chỉ thực sự mạnh khi đạt 2 sao với tầm tác dụng rộng khắp toàn bàn cờ. Chính vì việc quá chênh lệch về sức mạnh giữa cấp độ 1 và 2 sao, Amumu đã khiến cho Riot ngay lập tức phải nớp sức mạnh mốc 2 sao của tướng này chỉ sau một phiên bản ra mắt. Mùa 3. Nico. Đến với mùa 3, các tướng khống chế tiếp tục được rút gọn và các tướng sở hữu lượng khống chế diện rộng lớn ngày càng khan hiếm. Tuy nhiên, Nico tiếp tục được giữ lại và lần này cô được Riot yêu ái hơn khi thay pháo hạt mùa 2 thành nở hoa. Với một đội hình cùng hệ tộc thiếu khống chế cứng trầm trọng như các tướng pháp sư, vệ binh tinh tú, Nico trở thành quân bài không thể thiếu trong đội hình. Tuy nhiên, Nico vẫn có điểm yếu khi mặc dù là một hộ vệ, nhưng việc chỉ đơn thương độc mã ở tuyến trên có thể khiến tướng này bị sốc sát thương ngay từ đầu trận. Bên cạnh đó, tầm tác dụng của nở hoa cũng khá khiêm tốn, khiến Nico chỉ có thể đạt hiệu ứng khống chế để có thể câu giờ những tướng tuyến đầu mà thôi. Gunna. Là một tướng rất được ưa chuộng ở mùa 1, Gunna được quay trở lại mùa 3 và ngay lập tức được trọng dụng nhờ vào hiệu ứng khống chế độc đáo của mình. Gunna với kỹ năng hóa khổng lồ từ lâu đã trở thành thương hiệu khi có thể hất ngược cả đội hình đối phương về, kể cả những chủ lực được bảo kê tận răng ở tuyến sau. Với việc có thể lôi được những tướng tuyến sau ra khỏi vùng an toàn, Gunna có thể dùng khả năng chống chịu vốn có để có thể thu hút lượng sát thương của kẻ địch, để tuyến sau team mình có thể thoải mái hành sự. Tuy vậy, kỹ năng của Gunna đôi lúc lại đem đến sự phiền toái không đáng có khi đưa những con tướng vô cùng nguy hiểm như Jayce hay Darius có cơ hội tiếp cận với chủ lực tuyến sau team mình. Vì thế, hãy hết sức cẩn thận khi dùng Gunna vì hiệu ứng khống chế của hắn có thể là con dao hai lưỡi đấy. Janna. Vị tướng cuối cùng trong bản danh sách
và cũng là tướng mới nhất xuất hiện cách đây không lâu trong đấu trường chân lý mùa 3. Đúng với cái tên Thánh Mẫu, Jaina xuất hiện như một làn gió mới, bổ sung vào lượng hiệu ứng khống chế vốn đã vô cùng ít ỏi của phù thủy, vệ binh tinh tú, cũng như chia sẻ gánh nặng với Nico. Không giống mùa 2, khi có thể đẩy hết các đối thủ và làm choáng, Jaina mùa 3 sở hữu chiêu thức có thể triệu hồi rất nhiều cơn lốc, hất tung mọi kẻ địch trên đường đi. Với tầm tác dụng toàn bàn cờ, Jaina gần như có thể gây hiệu ứng khống chế lên mọi tướng của đối phương, làm ngắt nhịp tấn công của chúng và giúp các pháp sư team mình có thêm thời gian để tích năng lượng và dùng kỹ năng. Chính vì vậy, dù chỉ mới xuất hiện trong vài phiên bản, thế nhưng Jaina đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người chơi và trở thành một trong những kim bài không thể thiếu nếu dùng đội hình pháp sư, vệ binh tinh tú. Theo bạn thì còn tướng nào có skill khống chế bá đạo hơn không? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!